Chào cô chú anh chị và các bạn, một năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc nha. Đầu năm thì mình cũng đi chùa Vạn Phước ở Bình Đại, Bến Tre nè cô chú anh chị và các bạn nha. Để mình quay khung cảnh chùa đầu năm, mọi người đi chùa như thế nào nha cô chú anh chị và các bạn ha. Mình mới vô cổng rồi nè, người đi tham quan rất đông ha cô chú anh chị và các bạn, rất là đông luôn. Đây này mà ta trồng rất nhiều loại cây cảnh luôn nha cô chú anh chị và các bạn, đó rất là nhiều mai luôn. Đi tham quan rất là đông ha. Này để có hồ là có chôn gì các bạn đó. Này có ông Phật ở đây nữa, có chôn chị rất là đông ha, đông người tham quan đi đầu năm mới, đi chùa cầu bình an nha cô chú anh chị và các bạn. Này, tiếng này hơi bị khô cổ nha cô chú anh chị, mong cô chú anh chị thông cảm ha. Rồi cái hồ đây đây người ta đi rất đông, đây có tượng Phật Di Lặc mà cô chú anh chị bằng đồng luôn ha, to lắm. Rất là đông ha, đi cầu bình an á cô chú anh chị và các bạn, rất đông ha. Hoàng Di Lặc là bự to lắm nha cô chú anh chị và các bạn, rất là to ha. Đó, Di Lặc bằng vàng ha. Ở bên đó cũng có Phật, tượng Phật cao to luôn nha cô chú anh chị. Rồi bên đây cũng có Phật, tượng Phật nằm cô chú anh chị, thấy không? Đó, rất là to. Đó, người ta đi cầu bình an nhiều lắm đấy, cô chú anh chị đi tham quan nào ha. Nay tiếng mình không được trồng ha, thì khô cổ nha cô chú anh chị cảm ơn. Đây cũng mới xây dựng cô chú anh chị mà cũng rất đẹp ha, quang cảnh thì bông đồ cũng đẹp lắm ha. Đó, bị lấn vái rất là nhiều nghe cô chú anh chị. Hồ bình an là đầu bình an rồi ha, bên đây có thác nước nè cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp. Đây người ta thấy mừng cúc mà rất đẹp mà rất cũng dày đó các bạn. Đó, này là hồ sen á, đây là giống như thủy lâm động cho anh chị và các bạn. Đây có thác này thấy không, đó thác xuống chạy xuống hồ sen á cô chú anh chị. Đó, trên là đỉnh núi có một tháp nữa nha cô chú anh chị. Tháp đổ xuống rồi. Đúng hồ sen này ha. Đó, sen dưới này cô chú anh chị vô đây. Đó,
rất là đông du khách đó. Rất đông. Cây cảnh thì cũng đẹp ba cô chú chị, đây mấy cây cảnh to to rồi. Chùa này cũng lớn nhất Bến Tre luôn nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà ở gần này được đi xuống đây tham quan chùa Vạn Phước của Bình Đại Bến Tre nha cô chú anh chị. Ngoài cảnh này thủy linh động ha. Có thác đổ nữa nè. Đó. Dưới đây là hồ sen ha cô chú anh chị. Đây, có bông sen, hoa sen luôn ha. Đó. Còn có cái luôn rồi. Hồ sen luôn. Rất đẹp ha. Còn bên đây là bên hoa ha. Chứ không biết hoa gì luôn cô chú anh chị và các bạn. Rất là đẹp ha. À không luôn à. Bên ha. Ồ hay đẹp ghê. Đẹp ha. Cái chỗ này đẹp quá. Không biết tên gì luôn. Khách nghe tham quan đi đi cầu nguyện của chú anh chị rất là đông. Hôm nay là mùng 4 Tết cũng rất là đông du khách đến nghe tham quan với đi cầu nguyện đó của chú anh chị. Đây có con rồng ha, làm của chú anh chị. Đó rồng làm bằng hoa nhãn thọ ha. Rất là dài luôn. Tới ngay cái chân có tượng luôn ha, từ phần của hán của chú anh chị. Nó dài ha. To, nhưng rộng lắm. Cái này tượng Phật cao 71 mét là có chỗ chụp rồi đứng rất nước lên rất là cao ha, cao quá trời luôn.
Nó là đau, nó là đau. Trời này cũng hơi nắng, ngược nắng rồi cô chú anh chị, cũng hơi bị nắng. Đó, người Phật chào chào lắm rồi cô chú anh chị. Con chỉ hỏi bác xíu là một cây hai nhi là xong rồi, con không có nhanh lâu lắm, mất thời gian. Phải mất mấy. Thấy không, con thấy mọi người nhường cho con không? Đây, đứng trên trường Phật nhìn xuống, cô chú anh chị và bạn. Ha. Rất là đông người đi tham quan, đi cầu nguyện cho bình an nha cô chú anh chị. Rất là đông. Chú anh chị nào ở gần thì đi tham quan một lần cho biết nha. Chùa này cũng lớn nhất Bến Tre luôn nha cô chú anh chị. Tiếp tục ở đây là cũng cái hồ sen đó cô chú anh chị và các bạn. Đây. Rất là đẹp. Ta xa ở kia có tượng Phật cao 71 mét cô chú anh chị. Rất là đông người luôn. Tại những cây liễu ha, những cái liễu rủ xuống này. Xuống hồ sen này của chú anh chị và bạn ha, sen trắng ha. Đây là sen trắng ha. Đó, rất là đẹp. Xe này có giống gì mà nó làm rất đẹp ha. Chào chú anh chị và các bạn, công trình Phật cao 71 mét cũng chưa xong nha chú anh chị. Đó, công trình đang làm đó, chưa xong ha. Đó, quá cao luôn. Công trình này chưa xong, mấy năm rồi chưa xong. Mấy cái kiện to lắm. Đây làm đẹp ha, chú anh chị và các bạn. Rất đẹp ha. Dưới sen trắng ở trên những mái chùa, mái chùa, những Phật để mình vô đốt nhang rồi ha, chú anh chị. Đây ha. Mình làm màu giấy ha, chú anh chị. Ở này có cây cổ thụ nè, cô chú anh chị, rất là bự ha. Cái cây này rất to luôn, cổ thụ luôn. Ồ, cái chậu nó rất là bự luôn. Rất là đông du khách của chú anh chị và các bạn ha. Báo
đây có nhà thì lên đây chụp, tôi chụp hình quá thì tôi chuyên chụp cho các bạn. Ở đây là trồng bông hoa với cây cảnh nhiều lắm ha, chú anh chị vậy các bạn. À, đây khổ khổ không à, rồi chú anh chị để to to hơn nhá. Đây là gọi là Thiên Hoa Thất Bảo nè các chú anh chị và các bạn. Thiên Hoa Thất Bảo ha. À, những cây cảnh rất là to. Đây là cũng to to hết rồi các chú anh chị và các bạn. Rất là to ha. Đó. Thiên Hoa Thất Bảo. Cô chú anh chị các bạn, chùa này trồng mướp nè cô chú anh chị. Đây trái mướp nè có thể dài 1,5 m 2 m luôn nè chú anh chị. Đây trái mướp này khủng khiếp thiệt, 2 m luôn nè cô chú anh chị các bạn. Có cái này là dài nhất luôn, mấy kia nó ngắn hơn ha. Và đây trồng mướp. Chào chú anh chị và các bạn, cuối chùa là một con sông ha, cuối chùa là con sông có Bà Lai là chú anh chị, đây nước chảy rất mạnh ha, cuối chùa Vạn Phước Bình Đại là có một con sông, sông Bà Lai nha. Phía sau là của chú anh chị các bạn. Phía sau anh ta làm đá rất là nhiều đá ha. Cũng mát mẻ là của chú anh chị các bạn. Đó, những tảng đá to nè. Tới tham quan chụp hình rất đông của chú anh chị và các bạn. Hôm nay tiếng mình hơi khang hơi khô cổ ha, cô chú anh chị thông cảm nha, tại vì hôm nay dạng Tết thì nóng quá hơi khô cổ nha cô chú anh chị. Ở đây rất là nhiều cổ thụ, cây cổ thụ, cây tượng Phật xa xa mà, sau lưng tượng Phật. Chào chú anh chị và các bạn, đây tượng Phật nằm chị và các bạn ha. Rồi video đến đây đã kết thúc rồi của chú anh chị và các bạn. Chú anh chị các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like giùm mình nha, ủng hộ mình để mình làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Rồi năm mới cũng chúc cô chú anh chị và các bạn sự như ý nha, nha thịnh vượng nha. Rồi bye bye các bạn.